Ôi giời ơi tiền. Hai cốc chè ạ. Mới cô ạ. Đi vào đấy khoảng 2-3 cây nữa. Mẹ bố đi hỏi thăm 2 lần vào đến nơi chứ sợ nhầm không đúng đường. Xa thế, tưởng là ở ngoài này nó bảo ơ thì trường em lúc nào chả ở đây. Thì hôm nay mới đi đầu tiên đi. Lần đầu tiên. Đi. Được rồi. Hả? Không. Này cái bì này, này cái nốt mà mọc bằng nước, nước nó bị kẽ này. Để nước đi đâu được rồi. Em quay của anh thấy 4 phút rồi. Nãy anh hỏi có 6 phút thôi. Thôi anh quay luôn của anh. Anh của anh 4 phút rưỡi rồi. 6 phút. Mày cầm này.
tầng 2 tầng nó còn ghen tị hơn gì à? Cầm cái này hộ em mới để vào được chứ. Đây cúc lại còn miếng bọc hộp con lại kiểu cái gì á. Em gói cho cúc đây. Đi à. Bye bye mọi người.